sẽ cố riêng mình, khăn phần sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe, đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Các xe sặc sỡ màu đang lái đi trên đường. Đây là một chiếc xe máy cùng một chiếc SUV. Họ đang đua nhau. Xe Jeep lách lên, nhưng xe máy cũng vọt lên trước. Đây là Lifty. Cậu ấy đang mang một chiếc hộp. Lifty, phía trước có cây cầu đó, cẩn thận. Ôi, xe Jeep húc phải Lifty, khiến chiếc hộp rơi xuống nước. Phải làm sao đây? Chào Leo, cậu có sáng kiến nào để lấy chiếc hộp không? Nhìn kìa, Leo chở đến những bộ phận lắp ráp. Trông như thân một cái tàu ngầm. Cùng gắn bộ phận lái vào sau tàu ngầm. Và phần điều khiển ở trên cùng. Giờ là đèn chiếu sáng, mỗi bên 3 cái. Chiếc mũi tàu lớn bằng kính. Đây là chân vịt hỗ trợ tàu ngầm di chuyển dưới nước. Đây là một cái cần gấp. Nó sẽ giúp chúng ta lấy chiếc hộp. Gần xong rồi. Giờ ta cần phải tìm kính tiềm vọng. Đó là một loại kính viễn vọng đặc biệt cho tàu ngầm. Có nó, ta có thể thấy mọi thứ dưới nước. Leo, hãy nhìn kỹ. Kính tiềm vọng nằm ở đâu? Cái xẻng. Bánh xe. Phải rồi, nó ở đây. Giờ tàu ngầm đã hoàn tất. Xe cần cầu lớn sẽ mang nó thả xuống nước. Lifty, đừng buồn. Chúng ta sẽ lấy chiếc hộp lên. Tàu ngầm lặn xuống. Nhìn kia, là chiếc hộp. Cái cần gấp đã gấp chiếc hộp lên.
Lifty, ta làm được rồi. Cảm ơn Leo. Hẹn lần sau. Không biết Lifty đựng gì trong hộp nhỉ?